Dự kiến, ngay từ ngày mai mùng 7 tháng 7, khoảng 96.000 liều vaccine Pfizer sẽ về tới sân bay Nội Bài. Số vaccine này sẽ được chuyển về bảo quản tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là lô vaccine đầu tiên của Pfizer về Việt Nam trong kế hoạch cung ứng 31 triệu liều từ nay đến cuối năm. Dự kiến, sẽ có 3 triệu liều vaccine Pfizer về Việt Nam trong quý 3, 28 triệu liều còn lại về trong quý 4. Cũng trong hôm nay, ngày 6 tháng 7, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã chuyển 2 triệu liều vaccine hãng Moderna cho Việt Nam. Được biết, đây là một phần trong cam kết 80 triệu liều vaccine phân phối cho các nước trên thế giới mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó. Sau thời gian Việt Nam triển khai chiến lược tiêm vaccine, tính đến ngày 5 tháng 7, Việt Nam đã tiêm phòng vaccine COVID-19 được hơn 3,89 triệu liều, trong đó có hơn 223.000 người được tiêm đủ 2 mũi.